Trong lúc anh chị này đang xem chiếc Honda Vision thì mình có đón thêm hai khách nữa nha các bạn. Anh này thì đang tìm một chiếc xe Winner, xe cùng tài. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Xe Máy Thành Tâm. Hôm nay thì mình vô tình đón hai anh chị này, cùng với hai anh chị này là hai vị khách khác nhau nha, nhưng cùng qua cửa hàng mình tìm chiếc Vision màu đỏ đô. Chiếc Vision màu đỏ đô đó thì mình có đăng ở trên kênh TikTok và Facebook á, nên mọi người thấy, nên là hôm nay đang qua tìm chiếc đó. Hiện tại thì chiếc Vision màu đỏ đô mình đang để ở cửa hàng 2, nên là sẽ nhờ anh kỹ thuật chạy chiếc đó về đây. Ở cửa hàng 1 này thì Vision của mình vẫn còn nhé, mình còn màu cam đen nè và màu trắng này nè. Vision thì cửa hàng mình về xe liên tục luôn, nên là các bạn tìm xe nào hoặc là màu sắc nào thì cứ comment vào đây hoặc là gọi cho mình qua số điện thoại bên dưới phần mô tả nha, để các bạn bên mình tư vấn kỹ hơn. Những ngày qua thì mình bán xe online rất nhiều luôn nha các bạn. Để tuân thủ quy tắc 5K và hạn chế tiếp xúc ở trong thời điểm dịch bệnh như hiện tại thì mua xe online đang là sự lựa chọn tối ưu luôn á các bạn. Nên là khi các bạn mà ở tỉnh khác không thể sang cửa hàng mình mua xe, chọn xe được thì các bạn cứ liên hệ cho mình qua số điện thoại mình để dưới màn hình nè. Thì các bạn xem, bên mình sẽ gửi hình ảnh và video chi tiết về chiếc xe các bạn muốn xem. Sau khi các bạn chốt chiếc đó rồi thì cứ đặt cọc trước cho mình vài triệu thôi, mình sẽ giao xe về đến tận nhà cho các bạn luôn, kiểm tra xe đúng với tình trạng mà mình đã gửi á, thì các bạn mới phải thanh toán phần tiền còn lại cho mình nha. Rất tình cờ là cả hai anh chị dưới kia và anh chị này đều tìm chiếc Vision màu đỏ đô hết nha. Đây là anh kỹ thuật tại cửa hàng mình đã lấy chiếc Vision màu đỏ đô về cho khách xem này nha các bạn. Chiếc này giấy phố luôn á, nên là khi các bạn mua về đóng thuế chỉ 1% thôi là các bạn đã có thể ra biển chiếc này rồi. Những ngày qua thì cửa hàng mình bán Vision cũng khá là chạy luôn á. Anh khách thì đang kiểm tra xe nha. Sẵn đây thì mình giới thiệu cho các bạn một số chiếc Vario tại cửa hàng mình luôn nè. Ở cửa hàng mình thì Vario 125, 150, Vario mẫu cũ, mẫu mới thì cũng còn rất nhiều nha. Các bạn tìm dòng xe nào thì cứ comment vào đây, mình sẽ trả lời cho các bạn. Hoặc là các bạn muốn mình quay chi tiết chiếc xe nào thì các bạn cứ comment vào đây để mình quay chi tiết cho các bạn xem. Ở bên trong thì mình vừa dẫn ra một chiếc Vision màu đỏ đô nữa nha các bạn. Xe này mình mới về sáng nay thôi nên là xe còn rất là dơ. Sau khi những vị khách mà có chốt chiếc này á, thì các anh kỹ thuật bên mình cũng sẽ nhanh chóng làm vệ sinh chiếc xe này để giao xe cho khách. Với dòng xe Vision hoặc là những dòng xe khác thì cửa hàng mình vẫn rất là thường xuyên về xe luôn, nên là các bạn tìm dòng xe nào, mẫu nào thì cứ liên hệ với mình. Xe về thì mình sẽ báo cho các bạn ngay. Hiện tại thì đang có 3 chiếc nên là khách hàng vẫn còn rất là phân vân. Chị khách này thì muốn tìm một chiếc Vision có chìa khóa Smart Key. Đây, chiếc Vision màu đỏ ở dưới thì có khóa Smart Key. Chiếc này màu sắc thì nổi bật hơn, nhưng mà chiếc này thì còn sử dụng khóa cơ. Trong lúc anh chị này đang xem chiếc Honda Vision thì mình có đón thêm hai khách nữa nha các bạn. Anh này thì đang tìm một chiếc xe Winner, xe cùng tài. Với dòng xe Winner X thì cửa hàng mình còn rất nhiều luôn nè. Winner X thì có bản ABS và không có ABS bên trong. Còn đối với dòng xe Winner V1 thì cửa hàng mình vẫn còn hiện tại ở cửa hàng 1 đang có hai chiếc màu đen mờ nha. Màu đen mờ, mâm vàng đồng. Rồi. Anh khách sẽ chạy thử chiếc Honda Vision này nha, chiếc màu cam đen. Rồi. Để mình quay một vòng những chiếc Winner đang có mặt tại cửa hàng mình cho các bạn xem. Đối với dòng xe Winner X thì mình có ở đây chiếc này đời 2019 nè, giá chỉ 31 triệu thôi. Bên cạnh là chiếc đời 2020, xe này màu Repsol nha, nên
xe có phanh ABS ở phanh trước luôn á. Rồi một chiếc Winner X nữa đời 2020, chiếc này thì 33, chiếc đời 2019 này thì 32 nha, xe màu đen mờ. Hai chiếc Winner V1 sẽ là 36 triệu, xe màu đen mờ, mâm vàng đồng, một chiếc ở đây và một chiếc bên ngoài đây. Đây, cả hai xe đều bằng giá luôn. Rồi, sau khi chạy thử chiếc Vision màu cam đen này thì anh chị đã chốt chiếc này rồi nha các bạn. Hiện tại thì anh chị đã đặt cọc rồi, chiều nay thì anh chị mới qua lấy xe. Để chiều nay sau khi anh chị lấy xe thì mình sẽ quay quá trình đó cho các bạn xem. Chia sẻ lại thì ở cửa hàng mình vẫn còn Vision nha các bạn, vẫn còn rất nhiều màu luôn. Màu trắng, màu đỏ, và ở đây mình còn một chiếc màu đỏ nữa. Trong lúc anh chị khách đang thanh toán chiếc Vision thì mình có đón anh này qua bên mình tìm mua một chiếc Honda Vario nha. Ở dưới này thì mình có đón anh khách này đang xem một chiếc SH Mod tại cửa hàng mình. Ở cửa hàng mình thì SH Mod vẫn còn rất nhiều màu luôn nha các bạn. Giá thì dao động từ 53 cho tới 63 tùy phiên bản và tùy đời. Có những phiên bản thì sẽ có phanh ABS, như chiếc màu xám đen này sẽ có phanh ABS ở tháng trước. Sau khi thanh toán chiếc SH Mod thì anh kỹ thuật bên mình đang giao xe và hướng dẫn cho bạn này.